gái lớn đầu rồi, suốt ngày đi chơi, nghề thì không có nghề nào ổn định, chồng thì không muốn lấy. Con này mà không gả sớm thì tôi với bà còn khổ dài dài. Anh làm nghề gì? Nghề tưới heo. Vậy thì tụi tao sẽ sai với mày luôn. Tại sao? Tại vì mày muốn cưới mai của tụi tao. Ê, đừng xuống sắc của em, đừng xuống sắc. Tụi bà không muốn tao có chồng đúng không? Bà ước mơ trước khi nhắm mắt bà nhìn mặt được cháu ngoại của bà. Mà bây giờ tao sẽ lấy một trong ba nếu mày làm chồng. Nhớ hoài mày. Quen mặt nó quá, giờ cưới giờ kỳ lắm. Giờ sao? Kiều nó cưới hết ba thằng được không? Nói tù xì đi. Tù xì. Tù xì. Tôi tên là Mai. Ước mơ thật sự của tôi là trở thành nữ sĩ quan cảnh sát. Còn đây là Gừng. Nó hoàn thành chương trình học quản trị kinh doanh, nhưng lại ước mơ trở thành người thám hiểm đại dương. Biển sông, biển sông, biển sông. Cho mày chưa? Thằng mập này là Bến, đã hoàn thành khóa học ngắn hạn về kỹ thuật nuôi nghêu, nhưng giấc mơ của Bến lại trở thành ca sĩ. Cuối cùng là thằng Mành, ba má nó luôn mong ước nó sẽ đi tu cho đỡ khổ. Nhưng mà tỷ phú đô la mới là ước mơ thật sự của Mành. Chào mọi người, hôm nay ba anh em đã tham gia bộ phim điện ảnh Ngày Mai Mai Cưới. Chờ tới 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 giờ chờ Linh. Vô đoàn này nó nhiều cái chuyện vui lắm. Thứ nhất là quay đoàn quay trời nắng đâu mà lúc mới quay phim là mà còn trắng lắm, phải make up cho nó đen. Rồi bây giờ là khỏi cần trang điểm, khỏi cần quá trang rồi. Ngày trước tôi cũng không có đen lắm. Giờ đây là da thiệt nè. Đây hôm nay da thiệt. Tới mày kìa lẹ đi. Đi chơi mà không có con thôi đi. Con Mai chứ gì? Đợi mày nói chắc tới chiều quá. Bộ mày mê con Mai hả? Không. Khùng. Thương nhất là anh đạo diễn Tấn Phước. Anh rất là thương các em diễn viên. Anh ra tận hiện trường, anh chỉnh chu từng, anh lấy từng cây kẹp á, quay cảnh kẹp vô mặt á, lấy từng cây kẹp kẹp vô mắt, kẹp vô mỏ, kẹp vô tùm lum hết trơn á. Hình ảnh đẹp. Chứ đó không biết là ông thương ông làm hay là ông ghét ông chơi cho đau đó, chưa biết, nhưng mà có tâm thì có tâm. Ekip như là một gia đình đó, các anh em cắt tất cả các khâu đều gắn kết nhau, âm thanh ánh sáng, quay phim, phục trang, thiết kế vậy, thống nhất với nhau thành một cái khối. Nói chung là sẽ hứa hẹn xem một bộ phim rất là ok. Các bạn hãy chuẩn bị, hãy đón nhận cái bộ phim này nha. Đón xem Ngày Mai Mai Cưới lúc 20:30 ngày 5 và ngày 6 tháng 2 năm 2019, tức mùng 1 và mùng 2 Tết. Phát lại lúc 12:00 ngày 7 và ngày 8 tháng 2 năm 2019, tức mùng 3 và mùng 4 Tết, chỉ có trên VTV9.